Ok anh em nhé, hôm nay chúng tôi đã nghĩ ra một trò. Hôm qua chúng tôi là ở nhà tôi, hôm qua mấy cái thằng trẻ con này ngồi ở nhà tôi. Chúng tôi đá bóng, ăn bim bim, uống bia, xong rồi. Chúng tôi bây giờ đọc hai bọn tôi dậy. Năm thằng ở dưới. Năm thằng kia ngủ, bây giờ là 8 giờ nhá. Quê tôi bây giờ 8 giờ, lắng có cả lắng rồi. Nắng hết rồi. Nghĩa vẫn chưa dậy, đọc hai anh em chúng tôi dậy. Thì anh mình nghĩ thế này có được không? Không Thế phải như nào? chôn đó Chôn nó nhá. Thằng này vẫn mắt đơ đơ anh em ạ. Ngủ hết, chúng tôi ngủ hết ở phòng khách nhá. Nghĩ này, chắc không được. À, anh nghĩ là một trò này. Chôn nó. Anh có trò này chôn bướng á. Mày quay video cho anh nhá. Tôi đã nhờ nó quay video cho tôi để tôi chôn năm thằng kia nhá. Anh em nhớ like ủng hộ, đăng ký kênh để cho tôi được phát triển kênh nhá. Mày quay cho anh nhá. Đấy, chiều bọn kia. Này, cầm. Quay, khéo, đi chậm thôi, kéo chúng nó biết. Đi nhẹ nhàng thôi. Đây là bốn thằng nó đang ngủ từ tối hôm qua nhá. Hôm nay tôi có trò này chôn nó. Đi đây, đi. Nó nằm đây từ tối hôm qua sáng rồi nó không dậy anh em ạ. Đi nhẹ thôi nó biết. Sáng hết rồi, 5, 8 giờ rồi chúng nó vẫn chưa dậy. Ở đây quay cả anh nhận chúng nó nhá. Ngang nào. Đi bên này trên này. Đi, anh có trò chôn này cho anh em xem.